Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định, ông Nguyễn Bay cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long vừa ký quyết định số 4922 việc phê duyệt kết quả lựa chọn thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất dự án. Trung tâm trí tuệ nhân tạo đô thị phụ trợ trị giá gần 4.400 tỷ đồng tại thành phố Quy Nhơn. Theo đó, liên danh FPT Quy Nhơn gồm các thành viên, công ty cổ phần đô thị FPT Đà Nẵng, công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư FPT, công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT đã trúng tuyển dự án này. Dự án có quy mô khoảng 94 ha tại phường Trần Quang Diệu và phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, không bao gồm diện tích hồ Bào Lát. Tổng mức đầu tư hơn 4.362 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 8 năm, kể từ khi hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực đến thời điểm các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng. Mục tiêu dự án là xây dựng một khu đô thị hiện đại về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với tính chất chính là đô thị trí tuệ nhân tạo. Quy mô đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên phần diện tích đất là 94 ha, bao gồm công trình trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ, chuyên sâu trí tuệ nhân tạo AI, cơ sở sản xuất sản phẩm phần mềm, khu nhà ở hiện đại, thông minh với khoảng 2.100 căn, xây dựng các công trình dịch vụ xã hội đô thị chất lượng cao. Công ty Bất động Sản Danh Khôi xin kính chào quý khách! Hiện nay chúng tôi tự hào là nhà phát triển dự án Nhân hội New City và Kỳ co Gateway với vị trí cửa ngõ vào trái tim du lịch miền Trung, Kỳ co eo chó, Kỳ co Gateway. Sở hữu chuỗi tiện ích hiện đại, phục vụ sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế du lịch. Dự án còn mang đến nhiều trải nghiệm phong phú với mức giá hấp dẫn dành cho khách hàng đầu tư. Nên 80 m2, ngàn 5m, dài 16m nền 126 mét vuông, ngang 7 m dài 18 m Chỉ cần thanh toán 20% ký hợp đồng, đến tháng thứ 12 sau khi ký hợp đồng, quý khách được nhận bàn giao nền vào ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Sổ hồng riêng từng đền sở hữu lâu dài. Chi tiết vui lòng truy cập website www.nhânhộnewcity.net Hotline 0916 540 539 Địa chỉ: 154, 155, 155A, đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.